những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được CTV11 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Phương Uyên và Việt Anh mến chào quý thính giả đang đến với bản tin tối lúc 21 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, đang phát trên sóng FM tần số 103.1MHz. Trước hết, mời quý thính giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau đây. Thưa thính giả, ngày 19 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Tân Biên tổ chức điểm lễ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Tây Ninh, Đại tá Phó Nhân Triều, tỉnh ủy viên, Phó giám đốc công an tỉnh đến dự ngày hội. Thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới, khơi dậy sự đồng lòng nhất trí của nhân dân với ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phong trào đã phát triển rộng khắp về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả. Nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng tiêu biểu như mô hình vận động toàn dân tham gia tổ giác truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư. Mô hình vận động hòa đạo cao đài Thành Bình Thành Bắc tự quản về an ninh trật tự đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được khen thưởng. Nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945 19 tháng 8 năm 2024 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2024-2029 sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường cờ Tổ quốc năm 2024. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn anh Trần Đăng Tiến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tham dự buổi lễ. Tuyến đường cờ Tổ quốc dài gần 4 km được thực hiện trên tuyến đường quốc lộ 22B, đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đi về hướng khu di tích Trung ương Cục miền Nam đến hết nông trường cao su Sa Mát với 350 trụ cờ, tổng trị giá 120 triệu đồng do các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh phối hợp thực hiện. Anh Trần Đăng Tiến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh cái việc triển khai tuyến đường cờ Tổ quốc đã được thực hiện nhiều năm nay trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của báo người lao động trong cái công tác mà trang trị cờ Tổ quốc cho các tuyến đường cờ. Thì các tuyến đường cờ thì trước khi thực hiện thì chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát ở những cái tuyến đường khu vực đặc biệt là khu vực biên giới, khu vực đi vào các di tích lịch sử, di tích văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ công trình tuyến đường cờ tổ quốc không chỉ góp phần điểm tô cho bức tranh của vùng quê thêm rực rỡ, mà còn tôn vinh niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa và hưởng ứng phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, cuộc vận động tự hào một giải non sông. Thời gian qua, tuổi trẻ Tây Ninh đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 14 ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thư vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, và đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch cùng với các cơ quan ban ngành tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở tuổi trẻ tây ninh đã sử dụng internet mạng xã hội có hiệu quả để nắm bắt tra cứu thông tin phục vụ công tác kết nối bạn bè đăng tải chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực tuyên truyền nghị quyết chỉ thị của đảng pháp luật của nhà nước câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp cùng các đội nhóm đấu tranh trên mạng xã hội, xây dựng lực lượng cộng tác viên nồng cốt với trên 300 thành viên pha loãng, gỡ bỏ thông tin xấu độc, viết bài tuyên truyền, phản bác trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng thông tin dư luận xã hội trong thanh thiếu niên thông qua mạng xã hội. Anh Châu Trần Nhật Minh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Tây Ninh chia sẻ. Đối với công tác mà lan tỏa các tin tốt, tin đẹp, dẹp các tin xấu. Thời gian vừa qua, thì lực lượng đoàn thanh niên của tỉnh nhà đã triển khai nhiều nội dung, trong đó là có viết bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc đến từ các thế lực thù địch. Thì trong đó thì câu lạc bộ lý luận trẻ của các cấp đã tham gia một cách sôi sáo và nồng nhiệt với các tuyến tin bài phủ sống trên mạng xã hội, đặc biệt là hệ thống của tuyến tin bài sóng xanh để mà lan tỏa nhiều tin tốt, tin đẹp. Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền cũng được mềm mại hóa, tiếp cận đến lực lượng đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn tập trung xây dựng phát triển các trang fanpage, kênh Zalo, YouTube làm kênh thông tin chính thống của đoàn trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống. Điển hình như huyện đoàn Như Minh Châu thời gian qua đã triển khai có hiệu quả mô hình mỗi đoàn viên là một chiến sĩ áo xanh trên không gian mạng. Anh Trần Thạch Cương, Bí thư huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết: Chúng tôi kịp thời định hướng tư tưởng cho các bạn đoàn viên thanh niên à, với những cái thông tin chính thống và chỉ cho đoàn viên thanh niên biết được là đâu là những thông tin xấu độc, đâu là những cái luận điệu xuyên tạc mà trên mạng cần phải đoàn viên thanh niên cần phải có sự phân biệt để không bị chuyển hóa, không bị cuốn theo những cái thông tin sai sự thật đó. Chị Huỳnh Thị Nhà, Bí thư Đoàn trường Chính trị Tây Ninh chia sẻ là chị đoàn trường chính trị thực hiện tốt cái nội dung đó là mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên không gian mạng để mà góp phần tuyên truyền những cái thông tin tích cực, những hình ảnh những gương người tốt việc tốt. Các đoàn viên của chi đoàn xác định cái nội dung đó là cái trách nhiệm của thanh niên khi mà sử dụng mạng xã hội để mà xây dựng văn hóa ứng xử ở trên mạng xã hội và mỗi đoàn viên sẽ chịu trách nhiệm về những nút like, nút chia sẻ của mình trên không gian mạng. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về chỉ thị số 14 ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực chủ động đăng tải chia sẻ những thông tin trung thực chính thống lên các nền tảng mạng xã hội, góp thêm tiếng nói và sức nặng cho dòng thông tin chủ lưu của đảng và nhà nước, tạo sức mạnh hiệp đồng để áp đạo những luận điệu xuyên tạc thiếu căn cứ, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh. Nhằm giúp nông dân nâng cao nhận thức trên nhiều lĩnh vực, nhất là những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nông dân trong năm 2024 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội nông dân tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức hội các cấp. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang nội dung khác, theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cả nước sẽ đạt và dự mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc. Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 1.000 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên gần 2.100 km. Các dự án đang thi công với trên 1.700 km, chuẩn bị khởi công khoảng 1.400 km. Đây là thông tin được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tại lễ phát động thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Thủ tướng Chính phủ cho rằng cả nước sẽ đạt và dược mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cán bộ thú y Quảng Bình đã phối hợp cùng với chính quyền các địa phương gấp rút triển khai bao vây dập dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 8 ổ dịch bệnh tả heo châu Phi có tính chất nhỏ lẻ trên địa bàn 4 huyện. Nhờ làm tốt việc ngăn chặn, bao vây, hạn chế lây lan tại các địa phương nên đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ còn 3 ổ dịch tại huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch là trong quá trình theo dõi. 5 ổ dịch khác không kéo dài thời gian và không phát hiện lây lan thêm sang đàn heo khác. Chuyển sang tin thế giới Ông Abbas Arachi, người được đề cử vị trí ngoại trưởng Iran, đã nêu ra những ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó nhấn mạnh giá trò quan trọng của Trung Quốc và Nga. Phát biểu trước Quốc hội Iran, ông Arachi đã trình bày quan điểm của mình đối với chính sách đối ngoại của Iran, Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và các quốc gia đã hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt, cũng như các cường quốc mới nổi ở châu Phi, Mỹ, Latin và Đông Á, sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Hồi giáo. Cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại giải Gaza đã và đang khiến các bệnh viện tại đây bị tàn phá nặng nề. Trang thiết bị thiếu thốn khiến nhiều người bệnh không thể chữa trị theo phát đồ. Việc biên giới Rafah giữa Ai Cập và giải Gaza bị đóng cửa cũng ảnh hưởng đến cơ hội chuyển bệnh nhân ra nước ngoài để điều trị và ghép tạng. Để xử lý các vấn đề y tế và dịch bệnh phát sinh, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza, hỗ trợ cho những bệnh nhân nặng có điều kiện điều trị tốt hơn hoặc chuyển tới nơi khác. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa thời gian sử dụng màn hình điện thoại thông minh và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, Bộ Giáo dục Singapore dự kiến sẽ sớm đưa ra các biện pháp cụ thể quản lý riêng đối với việc sử dụng điện thoại di động trong giờ học của học sinh phù hợp với từng cấp học. Hiện các quy định của nhiều trường bao gồm nơi các điện thoại di động chuyên dụng trong lớp học hoặc tại địa điểm được quy định để học sinh gửi điện thoại trước khi bắt đầu giờ học. Khi về sử dụng đồng hồ thông minh phổ biến hơn, Bộ Giáo dục cho biết học sinh sẽ phải bật chế độ không làm phiền hoặc chế độ máy bay của loại đồng hồ này trong giờ học. Nhiều người dân Pháp đã bày tỏ tiếc thương sau khi thông tin tài tử Alain Delon đã qua đời ở tuổi 88. Huyền thoại điện ảnh đã làm tan chảy hàng triệu trái tim khán giả qua nhiều thế hệ trên khắp thế giới với những vai diễn để đời. Alain Delon là tài tử điện ảnh nổi tiếng người Pháp từ thập niên 1960 qua vai diễn trong nhiều tác phẩm kinh điển như Purple Noon hay Le Samurai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, ông không chỉ là diễn viên huyền thoại mà còn là tượng đài của điện ảnh Pháp. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Xuân Vũ, các phát thanh viên Diệt Anh, Phương Uyên, kỹ thuật viên Quang đề thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.